Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Đức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói: "Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần đến hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin được lấy lại một đoạn nhỏ trong sách Sáng Thế mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 để chúng ta hiểu một chút cái bối cảnh. Thưa anh chị em, khi nói đến cái cây biết sự lành sự dữ, hay cái cây thiện và ác, và mà Chúa cấm con người Adam và Eva ăn trái của cây đó, nghĩa là gì? Có phải là Chúa cấm, đưa ra luật cấm chúng ta hay không? Thưa không. Chúng ta nhớ là khi con rắn ra, nó nói: "Có phải Chúa không cho các ngươi ăn mọi thứ trên cái vườn địa đàng này không?" Eva nói: "Không, không, không, chúng tôi được ăn hết tất cả mọi thứ, chỉ trừ cái cây đó thôi." Vậy thì cái cây biết sự lành, sự ác đó, là biểu tượng của việc là cái tiêu chuẩn của đâu là tốt, là xấu, cái giá trị của tốt và xấu là ở đâu, là ở nơi Thiên Chúa. Và khi con người ăn cái cây đó, ăn cái trái của cây đó, giống như cái biểu tượng con người bây giờ đặt mình: "Tôi bây giờ quyết định cái gì là tốt, cái gì là xấu đối với tôi, không còn phụ thuộc vào Chúa nữa. Tôi không còn phụ thuộc vào Chúa để quyết định đâu là tốt, đâu là xấu cho tôi nữa, mà tất cả đều phụ thuộc vào con người. Con người quyết định." Đó là cái lý do mà chúng ta thấy tội nguyên tổ là gốc ở đây. Là khi con người bây giờ là người quyết định: "Tôi thích, tôi thấy cái gì là tốt, đó là tốt của tôi, không quan, không liên quan đến Chúa nữa." Từ đó chúng ta sẽ hiểu được bài tin mừng thành chén. Bài tin mừng là chúng ta thấy như Matthew mời gọi chúng ta hiểu về cái hành trình trong sa mạc của Chúa Giêsu sau khi Chúa chịu phép rửa. Và anh chị em nhớ không, sau khi Chúa chịu phép rửa thì có tiếng từ trời phán: "Này là con yêu dấu của ta, làm đẹp lòng ta mọi đàng." Và Chúa được dẫn vào trong sa mạc, thiên thánh thần Chúa dẫn dắt vào trong sa mạc, nghĩa là gì? Là quay lại với cái sa mạc của mình. Sa mạc ở đây là cái biểu tượng của hình ảnh của dân Israel đi trong sa mạc 40 năm trời, và Chúa ở trong sa mạc 40 đêm ngày để chuẩn bị cho hành trình rao giảng về Thiên Chúa. Và trong sa mạc cũng có nhiều cái biểu tượng trong đó, thưa anh chị. Sa mạc là cái nơi mà mình thấy trống vắng, không còn cái gì xung quanh mình hết, chỉ còn mình với chính mình mà thôi. Và nói sâu hơn là còn mình với Thiên Chúa, mình đối mặt với Thiên Chúa, không có cái gì xung quanh mình hết, để một mình. Và anh chị em thử tưởng tượng bây giờ anh chị em trên đường về, anh chị em đi một mình, không nghe nhạc, không nghe điện thoại,
không làm gì hết, chỉ kiếm một chỗ nào đó ngồi một mình và đối diện với mình. Lúc đó anh chị em sẽ nghe cái gì, cái tiếng gì nó vọng lên trong đầu, cái lời nào nó nói, và mình đối diện với mình như thế nào, đó là sa mạc. Và anh chị em để ý, chúng ta nghe rất là nhiều cái lời nói trong đầu của mình mỗi ngày. Ồ, có chừng người đó. Ồ, cẩn thận nha. Ồ, cái này tốt lắm. Rồi mình phải làm cái này, phải làm cái kia. Đó là cái tiếng nói. Và nhiều cái tiếng nói trong đó là tiếng nói của ma quỷ. Rồi bây giờ mình hiểu cái bản chất của cơn cám dỗ, thì mình hiểu những gì xảy ra với mình. Bản chất của cơn cám dỗ là đến với Chúa, và Chúa cũng phải đối diện với điều đó. Nghĩa là vì Chúa là người và là Thiên Chúa. Vậy thì nếu đến với Chúa như thế thì chắc chắn nó cũng đến với mình như thế. Về cơn cám dỗ đầu tiên, nói đến điều gì thưa anh chị em? Ma quỷ không cám dỗ mình làm điều xấu anh chị em. Mình nghĩ ma quỷ nói mình làm điều xấu là sai. Không có một cái hành động nào của chúng ta là nhắm đến làm điều xấu đâu. Chúng ta đều muốn làm điều tốt, mà ma quỷ xúi mình làm điều tốt. Nhưng mà làm điều tốt cho mình, tốt cho mình cũng là tốt đúng không? Nhưng mà tốt cho mình bất chấp Thiên Chúa và người khác và những người xung quanh mình. Và tôi, anh chị em để ý thôi, nếu mình đói và mình khát cái gì? Không phải ngày hôm nay mình đâu có khát đồ ăn không chị em? Ngày hôm nay người không có gì ăn, hay là người ốm là người đẹp. Ngày hôm nay tôi thấy tôi đi nhiều nơi đó, có nhiều người nói với tôi bên này, cha để ý người nào ốm là người nó giàu, nghèo mới mập. Nói sao kỳ vậy? Nói đúng rồi, nghèo ăn đồ ăn fast food không, dư calorie nhiều, lo làm việc phải chỉ ăn thôi. Còn người giàu người ta có thời gian tập thể thao nhiều, rồi người ta ăn kiêng, bữa nay ăn rau nhiều khi còn mắc hơn, ăn chay còn mắc hơn ăn thịt cá, đúng. Nên chúng ta thấy là không phải là không có gì ăn mới là nghèo đâu, hay là ăn chay là người mà không có gì ăn đâu. Vậy thì ma quỷ cám dỗ chúng ta về cơn đói và cơn khát. Mà đói khát cái gì? Nghĩa là cái trống trải trong lòng của mình. Trong cuộc đời chúng ta ai cũng có cái trống trải, cái khát và cái đói riêng của mình. Có người đói khát về quyền lực, có người đói khát về sự nhìn nhận, có người đói khát về danh vọng, có người đói khát tình thương. Và anh chị em biết, cái đói khát đó làm cho chúng ta phải tìm cách lấp đầy nó. Bây giờ mình lấp đầy nó bằng cái gì? Đó mới là quan trọng. Mình lấp đầy nó bằng cái để bù trừ cho đói khát của mình. Vì thế mình có thể lấp đầy cái không phải đem lại hạnh phúc và niềm vui cho mình thật sự, nhưng mà nghĩ nó là hạnh phúc và niềm vui. Tôi lấy một cái ví dụ của xã hội để cho anh chị em thấy. Tôi hồi tôi qua Liberia ở châu Phi lắm chứ, trong mùa dịch Ebola, thì khi đi đường tôi thấy có một vài con đường nó rất là đẹp. Và tôi hỏi, ủa tại sao nhiều nơi đường xấu mà chỗ này đường đẹp vậy? Cái người lái xe, người châu Phi nó nói tôi, cha nhìn qua bên kia kìa, thấy cái núi đó, thấy cái chỗ mà người ta đang bạc xuống. Nghĩa là nước châu Phi đó anh chị em, họ, những người quan chức đó, họ bán cái núi đó cho người Trung Quốc để đổi lại con đường. Mà tại sao ta bán cái núi đó? Tại vì trong cái núi đó là kim cương. Và anh chị em biết họ, những cái công ty của người Trung Quốc họ qua họ bạc ngang cái núi, mất luôn cái núi. Cái núi nó là cái núi mà bây giờ nó bằng phẳng. Tại vì người ta muốn lấy khoáng sản kim cương đổi lại ta cho con đường. Nhưng mà tự nhiên mình nghĩ đó, là trong cái cơ cấu của xã hội nó có một cái yếu tố là gì? Lấy đá thành bánh. Tôi lấy cái mà là khoáng sản tài nguyên để nuôi tôi. Đó là cái lớn hơn của quốc gia, của thể chế. Sâu hơn là cái cám dỗ mà
lấy cái không phải của mình để làm của nuôi mình, lấy cái đáng lý ra không nên của mình mà làm thành cái có thể nuôi mình. Đó là lấy đá thành bánh mình chè. Nhưng mà ma quỷ vẫn cám dỗ hắn, nói nếu ông là con Thiên Chúa, ông làm như vậy đi, không ai làm gì được ông đâu. Nếu ông là con Thiên Chúa, ông dùng quyền để biến cái không phải của mình thành của mình, cái không ăn được thành ăn được. Chúng ta thấy nó ăn sâu trong cách suy nghĩ của xã hội chúng ta, người ta gọi là tham nhũng. Cái mà không ăn được, cái không phải của mình thành của mình, ăn được vì mình có quyền, vì mình là con Chúa mà mình con. Nhưng ta nhiều người nói là COCC, con ông cháu cha, mình làm được, đâu có sai đâu. Tôi là con Thiên Chúa, tôi là con ông này, tôi là con ông kia, bà nọ bà kia. Nhưng mà đằng sau cái cơn cám dỗ đó là gì anh chị? Cái đó người ta gọi là cái thử thách về căn tính, cái cám dỗ về căn tính. Nghĩa là gì? Chúa, nếu tôi là con Chúa, Chúa phải làm cho tôi có quyền năng như là người khác nhìn về tôi. Thử thách về căn tính là tôi là con Chúa, nhưng mà tôi là con Chúa dựa theo những gì người khác nói phải là con Chúa như thế. Con Chúa phải là như thế. Hay nói một cách khác, tôi là người được cha mẹ tôi yêu, vậy thì yêu thương tôi thì tôi phải được làm cái này, làm được cái kia theo như cách người khác nói về tôi. Căn tính của mình dựa trên cách người khác nói mình là ai. Tôi là ai dựa trên cách người khác quyết định tôi phải là ai. Và anh chị em thấy là trong cái bối cảnh ngày hôm nay, chúng ta sống cái tâm thế, tiếng Anh người ta gọi là fit in rất là nhiều. Tôi phải bóp méo mình thành kiểu mà người khác nghĩ rằng ồ, anh là như thế, anh là linh mục, anh phải là cái này, là cái kia, cái nọ, như là cái mong đợi của chúng tôi này, của đám đông này này. Ồ, mình là linh mục mà, mình phải làm được cái này, mình phải làm được cái kia mới xứng là linh mục. Mình là con cái Chúa mà, mình phải làm được cái này cái kia mới xứng là con cái Chúa. Mình xem thấy cái cám dỗ đó rất ghê gớm, nó làm cho chúng ta từ từ mượn cả cái danh nghĩa của mình trong tương quan với Chúa để mà thực hiện những điều mà mình cho là tốt. Tốt đó. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của cái tốt đó là tiêu chuẩn của ma quỷ, không phải của Chúa. Do đó Chúa mới nói cái tiêu chuẩn đó không đúng. Không phải là việc anh đi thỏa mãn cơn đói và cơn khát của anh, vì thỏa mãn cơn đói cơn khát xong mình sẽ đói khát lắm. Nhưng mà anh là ai dựa trên lời của Chúa nói anh là ai. Anh là ai không dựa trên người khác nói anh là ai qua việc anh làm được cái gì, nhưng mà anh là ai dựa trên lời của Chúa dẫn dắt và nuôi dưỡng cái con người của anh, cái căn tính của anh. Và anh chị em thấy ma quỷ rất là khôn, nó biết Chúa Giêsu dùng lời của Chúa để bảo vệ khỏi cám dỗ. Nó dùng lời của Chúa để cám dỗ Chúa, dắt Chúa lên nóc đình thờ. Vì ông nói lời của Chúa ha, tôi cám dỗ ông này. Nếu ông là con Thiên Chúa, ông nhảy xuống đi, vì có lời của Chúa chép rằng. Anh chị em thấy ma quỷ dùng lời của Chúa để cám dỗ, để cám dỗ Chúa Giêsu. Vì có lời của Chúa chép rằng Chúa sẽ cho sứ thần của Chúa bảo vệ ông, tay đỡ tay nâng đỡ ông khỏi phải vấp vào đá. Vậy cám dỗ thứ hai là cám dỗ, cám dỗ đầu tiên là cám dỗ về căn tính, cám dỗ thứ hai là cám dỗ về tình yêu, về tương quan. Chúa nếu mà Chúa của tôi, Chúa phải bảo vệ tôi không bị tai ương, không bị bệnh tật, không bị chết. Tôi có thể làm gì tôi làm, nhưng mà Chúa sẽ ngăn cản tất cả những sự việc này xảy ra với tôi. Tôi không bị thất bại trong cuộc đời. Nghĩa là gì? Cuối cùng ma quỷ nó kéo tôn giáo xuống tới cái ảo thuật, tới cái magic, tới cái
tới những cái phù phép, nhảy xuống không chết, mọi người sẽ sợ mình, mọi người thấy mình làm được điều lạ, giống như mình là siêu nhân vậy. Và cám dỗ trở thành siêu nhân rất là lớn anh chị em. Ồ, bây giờ tôi đặt tay cái người ta hết bệnh, mọi người sợ. Đó, tôi có quyền, tôi có thể thay đổi một người đang bệnh thành hết bệnh. Tôi có thể làm cho một người bay lên, và tôi có thể bay lên, và tôi có hạ xuống, không cần phải có một cái tác nhân nào khác, tôi có thể làm được. Đây là cái cám dỗ thu hút sự chú ý. Nhưng mà sự chú ý đó để làm gì? Để mọi người sợ, để mọi người tin mình một cái cách nhanh nhất. Và anh chị em thấy mình coi rất là nhiều vị ảo thuật gia trên thế giới này, rồi sau đó mình có theo họ anh chị em. Và nó rất là thám dỗ anh chị em. Nhưng mà cuối cùng nếu mình tin như vậy thì mình có thật sự tin Chúa. Và cuối cùng, như anh chị em thấy, cuối cùng Chúa chỉ là ông thần đèn thôi. Ông thần đèn giống như Aladdin đó anh em. Cà 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 xong rồi nhảy ra, thực hiện những gì mình phán về Chúa thành nô lệ của mình. Chúa là người mình quyết định điều khiển. Từ việc là mình coi Chúa là đấng mà mình yêu thương và tương quan với mình, bây giờ Chúa phải là người mình điều khiển được. Điều khiển được Chúa. Anh chị em thấy cái này nó rất là sâu trong tương quan của gia đình. Tôi gặp rất là nhiều người bệnh nhân anh chị. Nhiều người bệnh nhân của tôi nhà rất khá giả, nhưng mà lại thích đi thích ăn trộm đồ ở trong shop. Người ta nói là trong bệnh nghiện anh chị, nghiện đi lấy đồ ở trong shop. Và một trong những cái lần mình ngồi nói chuyện với họ, họ mới bộc lộ ra rằng không lấy thử xem gia đình có bảo vệ không, có cứu không, không muốn chứng minh là mọi người thương con. Nếu mà mình phản cái đó thì mọi người có còn thương mình không, mọi người có cứu mình ra, mọi người có đứng ra để bảo vệ mình. Và anh chị em, đó là một cái cơn cám dỗ của nghiện anh chị em. Nhiều khi mình dùng chất kích thích này, mình dùng cái việc làm mạo hiểm này kia mà ảnh hưởng đến cơ thể của mình để muốn chứng minh là mình còn được thương. Tại mình không có đặt niềm tin vào cái người mà người ta thương mình hay không. Và điều này nó xảy ra rất nhiều trong gia đình, mà cha mẹ bỏ bê con một cách nào đó, hay là cha mẹ không có biểu lộ tình thương với con một cách nhất quán. Và đứa con nó mới dùng cái cách là làm những cái gì đó mạo hiểm để chứng minh là cha mẹ vẫn còn thương mình. Và cuối cùng nó nghiện trong cái chuyện làm đó. Dĩ nhiên ma quỷ nó cũng làm điều đó với chúng ta. Bằng cách là gì? Chúa là Chúa của anh, Chúa không thương anh đâu. Chúa để cho anh bệnh, Chúa để cho anh đau khổ, Chúa để cho anh thế này thế kia. Nhưng đâu phải Chúa đâu, đừng có tin nữa. Do đó mình thử thách Chúa bằng chính những cái điều mà xảy ra với con người của mình. Nhiều khi mình thử thách nhau, mình thử thách tình yêu của nhau bằng những việc làm mà mình muốn người kia phải chứng minh. Nhưng mà Chúa nói trong tình yêu không phải là thử thách như vậy. Trong mối tương quan của mình với Chúa không phải là thử thách như vậy. Bây giờ nếu mà anh nhảy trên lầu nhảy xuống thì ráng chịu anh chứ. Do đó có nhiều cái sự lựa chọn của chúng ta nó xuất phát từ việc mình ở sâu trong vô thức, mình muốn thử thách nhau trong tình yêu. Nhưng mình không có, cái thử thách đó xuất phát từ việc mình không có niềm tin vào người mình yêu. Mình muốn một cái gì đó chứng minh. Và nhiều khi mình không có niềm tin ngay cả vào Chúa yêu thương mình. Và mình có một cái ảo tưởng rằng Chúa yêu thương mình là Chúa không để cho những cái xấu xảy ra trong cuộc đời của mình. Anh chị em thấy cái cơn cám dỗ đó nó theo Chúa tới thập giá. Thì cái người đứng ở dưới nói với Chúa trên thập giá đó: ông là con Thiên Chúa, nhảy xuống khỏi thập giá đi. Chúa vâng phục. Cuối cùng anh chị em, ma quỷ nó thua trong cơn cám dỗ đó, thì nó mới cám dỗ Chúa bằng cách kêu Chúa phụng thờ. Phụng thờ ma quỷ nghĩa là phụng thờ
cách của ma quỷ thống trị quyền lực chia rẽ lên án. Ma quỷ là thống trị, dùng quyền lực để thống trị. Ma quỷ Chúa kêu chúng mới gọi tên Satan lui ra. Satan nghĩa là gì anh chị? Là tiếng Anh từ gốc từ Satan nghĩa là người lên án, kẻ vu cáo, kẻ lên án. Nghĩa là mình thắng người khác bằng lên án người khác. Mình dùng cái sự lên án để mà vu cáo, để mà làm cho người khác sợ và để cho thống trị người ta. Tôi có một cái cảm nghiệm chị, nếu mình muốn tìm cái sai của người khác thì trước sau thì mình cũng tìm ra. Nếu mình tìm cái đúng của người khác mình cũng sẽ tìm ra. Nhưng mà nếu trong cuộc đời chúng ta chỉ đi tìm cái sai của nhau, không bao giờ chúng ta không tìm ra. Chúng ta lúc nào cũng tìm ra, tại vì không có ai hoàn hảo. Nhưng mà dùng cái sai của người khác để mình thắng thì cuộc đời của mình sẽ đi theo con đường của ma quỷ, chia rẽ và lên án. Chúng ta thấy trong giáo hội, trong xã hội ngày hôm nay, đây vẫn còn tồn tại những cái kiểu sống như thế. Không phải chỉ là trong gia đình, không phải trong cộng đoàn tu sĩ không, nhưng khi trên mạng xã hội lên án nhau, vu cáo nhau để chứng minh, để làm cho mình mạnh hơn bằng cách chỉ ra cái xấu của người khác. Đó là cái mà làm cho chúng ta trở nên chia rẽ, không hợp nhất được. Thưa anh chị em, ba cơn cám dỗ đó cũng là ba cơn cám dỗ của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thử đặt câu hỏi lại với cuộc đời chúng ta xem, trong 40 ngày này để chúng nhìn lại tôi, cái định hướng sống của tôi và cái cách tôi ứng xử với người khác, với Chúa, nó có bị ảnh hưởng bởi ba cơn cám dỗ này không? Và làm sao để tôi học được từ Chúa Jesus, qua cách Chúa vượt qua, để tôi cũng vượt qua bằng cách dựa vào lời Chúa, bằng cách không thách đố Chúa và bằng cách không chạy theo con đường của ma quỷ. Như thế tôi sẽ được bình an và là con của Chúa thật sự. Amen.